Chào bạn, bạn đang lắng nghe trên Hiện Thực Voice. Đã bao giờ mà bạn nghĩ rằng là thôi kệ đi, chuyện đến đâu thì đến, tới đâu thì tới. Có bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa? Và những cái lúc mà mình nghĩ như vậy có nghĩa là bản thân mình đã rất là mệt rồi. Và cũng không biết phải cố gắng từ đâu, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Và cứ thế chúng ta để cho cái cuộc đời của mình nó cứ như vậy mà trôi qua, không muốn cố gắng nữa. Bởi vì đơn giản là cố gắng không có kết quả. Chuyện tình cảm này, chuyện học tập, hay là công ăn việc làm, hay là gia đình cũng vậy. Sẽ có một vài khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy rằng là thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Bởi vì thật tâm mà nói, cũng chẳng biết phải can thiệp vào câu chuyện đó như thế nào nữa. Phải nói là có những khoảng thời gian á mọi người, tích cực nó không còn phải là cái bản chất hay là cái sự lựa chọn ở trong vui vẻ nữa, mà có nghĩa là bản thân của mình phải nói rằng là mình phải tích cực lên và mình phải đối diện với mọi thứ một cách mạnh mẽ nhất có thể. Mặc dù rằng là mình là con gái, nhưng mà ông trời thì lại không bao giờ vì mình là con gái mà bớt đi những giặc lao khổ cực. Không có chuyện đó. Cho nên là có những khoảnh khắc mà mình ngồi ở trong một cái căn phòng, mình cứ lấy tay đấm vào ngực của mình, và mình lấy tay của mình đấm vào trong tường, đến cái mức mà bàn tay của mình nó sưng lên. Và cái lúc này, thay vì mình gọi điện cho người thân hay là mình gọi điện cho bạn bè để chia sẻ, thì mình đã tự cố gắng vực bản thân dậy. Và những cái khoảnh khắc mà mình chìm đắm trong sự đau đớn đó, những cái thất bại về chuyện tình cảm, những cái thất bại về công việc, hay là vì cố gắng mãi mà không thấy có kết quả, mệt đến mức là chỉ biết khóc thôi. Và mình hành hạ bản thân của mình. Có những ngày á, mây đen u ám không có lấy một ánh nắng. Có nghĩa là khi mà cái tâm trạng của mình nó không tốt á, thì cho dù là bầu trời có đẹp đến mấy, mình cũng cảm thấy nó rất là buồn. Mọi người có công nhận cái điều đó không? Là tự nhiên cái từ cái khoảng độ, khoảng thời gian mà 5-6 giờ chiều, đặc biệt là 6 giờ chiều đổ đi, mà nếu như mọi người ở trong mỗi căn phòng, mình không có làm việc gì quá bận, có nghĩa là bản thân nó trống trải, không buồn cũng không vui. Lúc đó tự động sẽ cảm thấy rằng là thật sự mà nó rất là chán luôn. Nó chán mà nó xen lẫn một cái cảm giác thất bại, nhục nhã, ê chề. Mà nó chán nó còn xen lẫn một cái cảm giác cô độc, không có ai ở bên cạnh hết, mặc dù là chúng ta có người thân. Đó là những cái khoảng thời gian mà chúng ta phải tự đi tìm lại chính bản thân của mình, tự học cách sống tốt hơn, tự hỏi rằng bản thân đang muốn làm gì, theo đuổi điều gì, và cố gắng để làm cái bài kiểm tra cuộc đời của mình một cách đầy đủ nhất. Mỗi một lần mà kiểm tra, ví dụ như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chúng ta sẽ có những cái bài kiểm tra của cuộc đời. Đó là những cái thách thức phải đi qua. Và khi mà mình không đi qua được thì mình làm sai cái câu đó, hoặc là khi mà mình bỏ trống đi thì mình mất điểm trong cái bài kiểm tra này. Và cứ như vậy, cuộc đời của mình á, toàn là những bài kiểm tra dưới trung bình không à, vì mình không có cố gắng. Thiệt sự mà nói á, khi mà đi ra ngoài được làm việc với nhiều người ưu tú, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế, mình đã cố gắng khi mà mình nhận thấy một tấm gương nào đó tốt á, mình sẽ copy cái cách sống của họ. Mình đã thấy rất là nhiều những cái bác sĩ gọi là họ rất là lớn tuổi, thậm chí rằng là họ có những cái địa vị rất là lớn ở trong lĩnh vực ngành y, hẹn như phó giáo sư hoặc là giáo sư, hoặc họ là những người đứng đầu chủ tịch hội. Nhưng mà phải nói rằng là ông bà ta nói đúng, lúa chín lúa cúi đầu, sông càng sâu càng tĩnh lặng, là như vậy đó mọi người. Họ tiếp đãi mình với một cái cách rất là trân trọng, và họ xem mình như là một cái bông hoa nhỏ vậy đó. Mình cần được học hỏi, mình cần được trau dồi, và họ chia sẻ cho mình tất tần tật, và họ chia sẻ cho mình rất là nhiều những cái cách, từ chuyên môn cho đến cách sống. Họ đối đãi với mình như là một đứa đệ tử nho nhỏ vậy đó mọi người. Còn không phải là mình muốn dạy đời hay muốn phán xét ai, nhưng mà có những người mình nhận thấy rằng là thật sự họ không quá giỏi giang, nhưng mà họ lại có những cái nhìn rất là khoác loác, và những có những cái cách sống rất là khoe khoang và trịnh thượng. Thì thôi, thì những cái người đấy mình không cần quan tâm để làm gì, mình chỉ cần học những người tốt thôi.
Cha mẹ sinh ra cho đầu óc để mình có thể phân biệt được đâu là những người đáng ngưỡng mộ, đáng lưu tâm, đáng để trân trọng và noi theo, còn đâu là những cái người chỉ cần bỏ ngoài tai thôi. Bởi vì thế giới mà, nó muôn màu muôn vẻ lắm. Và sau nhiều chuyện, sau một khoảng thời gian đi làm, thì mình nhận ra rằng là đây không phải rằng là mình muốn dạy đời ai hết, chỉ là mình muốn chia sẻ những giá trị tích cực nhất và chia sẻ những gì mình đã trải qua cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình có. Có nghĩa là mình nhìn thấy những cái người mà họ thành công á, và những cái người mà họ có một cái cuộc sống rất là tĩnh lặng và cuộc đời của họ bình yên. Mình thấy rằng là họ sống rất tích cực và họ có hai điểm chung là sống tích cực và luôn muốn cho đi mọi người. Và khi mà những cái người họ sống tích cực, mình để ý nha, họ luôn nhìn đời với một cái con mắt đầy lòng bao dung. Có nghĩa là chuyện gì xảy đến, họ sẽ từ từ giải quyết, và họ sẽ nhìn mọi thứ với một cách chậm rãi, từ tốn, và giải quyết nó một cách sáng suốt nhất, tích cực nhất. Mọi chuyện khó khăn họ đều nhìn vào những cái khía cạnh tích cực nhất, và không bao giờ kéo cái bầu trời u ám về phía mình, dù đó là những cái chuyện mà tưởng chừng như không thể giải quyết được. Và mình đã cố gắng copy cái cách sống của họ. Tức là con người ta đã qua quá nhiều chuyện. Mọi người có để ý rằng là mình sẽ sống trầm hơn, ít nói hơn và quan sát nhiều hơn. Tức là mình nhận ra rằng là những cái cuộc cãi vã nó không còn có ý nghĩa nữa. Bởi vì thật ra mà nói thì cãi nhau cũng được, thắng thì vinh thôi. Nhưng mà trong cái vinh đó, nó sẽ có những cái sự hối tiếc, mất đi nhiều mối quan hệ. Thậm chí rằng là mọi người biết, mình muốn chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện, đó là khi mà mình cãi nhau với bố với mẹ mình, chuyện riêng thì mình không tiện nói ra. Khi mà mình cãi nhau với bố mẹ mình và mình nhận ra rằng mình quả là một đứa con bất hiếu, khi mà mẹ mình nói một câu nói như thế này: tại sao con phải làm như vậy để làm gì? Con của tao sinh ra, tao có quyền xót cho nó chứ. Tại sao mà con tao sinh ra bao nhiêu năm trời, không dám để cho nó làm những cái chuyện nặng nhọc, thậm chí rằng là không để cho nó phải đi học bằng xe buýt, bằng những cái phương tiện như xe máy trong suốt 12 năm, trân trọng nó như vậy. Đến bây giờ lớn lên lại vì một cái người khác mà xem mình là một đứa trở nên thấp hèn như vậy. Con nghĩ sao mà con lại làm như vậy? Mẹ rất là đau lòng vì cái điều đó. Mẹ rất xót cho con gái của mẹ. Tức là vì mình buồn chuyện tình cảm của mình mà mình sẵn sàng lấy cái tay của mình đấm vào trong tường. Rất là đau. Nhưng mà mình lại quên một điều rằng là có một người phụ nữ thương mình da diết rất là nhiều. Và người phụ nữ ấy rất là xót xa mỗi khi mà mình bị đau như vậy. Nhiều khi nghĩ á, có lẽ là chúng ta có một số người không có thích hợp với chuyện yêu đương hay sao á, hay là thần tình yêu không có soi chiếu cho chúng ta. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì cũng phải cảm thấy rằng là có vẻ như là chúng ta hy sinh nhiều quá, nhưng mà đối phương lại không có cần cái điều đó. Và tất cả mọi thứ, mọi người cứ nghĩ đi, tình yêu chính là một phép nhân. Bạn làm đủ mọi thứ trên đời này, em yêu anh 3.000 lần, nhưng mà anh không có yêu em thì 3.000 nhân không vẫn bằng không đó mọi người. Chúng ta cứ chăm chăm vào đối phương, miếng ăn giấc ngủ và cuộc sống này của đối phương, mà mình quên mất rằng là nhìn vào bản thân của mình. Và sau nhiều chuyện xảy ra thì mình nhận ra được một điều rằng là vũ trụ này á rất là hay. Bạn yêu bạn trước đi. Tức là bạn tử tế với bạn trước thì chắc chắn người khác sẽ học theo cái cách của bạn tử tế với bạn mà cũng tử tế với bạn. Còn nếu như bạn chỉ có tử tế với người khác thôi mà bản thân của mình không tử tế, thì sớm muộn gì cũng có người không tử tế với mình. Và mình đã học được một cái bài học này đắt giá sau khoảng một tuần thôi. Có nghĩa là bạn không yêu bạn thì không có ai yêu bạn hết trơn ở trên cái cuộc đời này luôn á. Ngày nào cũng suy nghĩ xem thử coi là mặc cái gì, ăn cái gì cho tốt với sức khỏe của bạn, hoặc là đi ngủ lúc mấy giờ. Thật tâm mà nói là những cái chuyện mà kỷ luật với bản thân nó rất là khó nếu như mà mình không có đặt ra cho mình một cái mục tiêu á mọi người.
Tức là chỉ có thể làm được vài ngày thôi, nếu như mà mình lâu lâu lại nghe được một vài dòng chia sẻ của ai đó, hoặc là thấy ai đó quá xinh đẹp vì cái lối sống healthy, chẳng hạn như sáng sớm ăn smoothie chẳng hạn, hoặc là ăn thuần chay, hoặc là họ có một cái lối sống tích cực á, thì lâu lâu mình cũng muốn bắt chước. Nhưng mà thật tâm thì rất là khó nếu như bạn không đặt ra cho mình một cái mục tiêu. Phụ nữ mà, ai không thích đẹp. Mặc dù biết rằng là cái đẹp bên trong mới là một điều quan trọng, nhưng mà mình đã từng nghe một câu nói rằng là người đẹp á, không, từ từ, mình đã từng nghe một câu nói là có nghĩa là đẹp là một năng lực mọi người. Phụ nữ đẹp là một năng lực, không phải rằng là mình hoàn hảo hay là mình xuất sắc như một hoa hậu. Nhưng mà khi mà bản thân của mình biết trau dồi, móng tay sạch sẽ nè, hoặc là được vẽ lên đó một cái bông hoa xinh xinh, mái tóc sạch gầu, và một cái bộ quần áo được ủi thẳng, hay một đôi giày cao gót chỉnh chu, một cái chiếc áo khoác mà không có chỉ thừa chẳng hạn. Chứ không phải rằng là mình nói rằng là bạn phải chăm chăm vào cái chỉ thừa sẽ khoát nha. Nhưng mà tất cả những thứ ở trên người bạn đều được chỉnh chu. Đôi hoa tai nhỏ nhắn mà nó vừa với cái khuôn mặt của bạn, và một hàm răng trắng, một nụ cười xinh, hơi thở không có mùi. Đó, tất cả nó tạo nên một con người với một cái giá trị. Một cái giá trị có nghĩa là bạn chăm chút và yêu bản thân từng cái nhỏ nhất trên cơ thể của bạn. Bố mẹ bạn sinh ra họ rất yêu bạn kia mà. Bạn không phải, thậm chí rằng là có những người mình biết á, 20 mấy tuổi rồi, bố mẹ vẫn không nỡ để cho làm những cái việc nặng. Hà cớ làm sao chúng ta vì một số chuyện đau lòng lại để cho bản thân bao nhiêu ngày đó không skin care, hoặc là không thèm rửa mặt, không thèm đánh răng, chỉ nằm khóc. Thì cái câu chuyện chỉ nằm khóc đó nó không có cái giá trị gì hết trơn á. Nó chỉ là một lúc nào đó để chúng ta giải phóng cảm xúc khỏi cơ thể của mình, tất cả những cảm xúc tiêu cực. Đúng là cuộc đời này không thể nào mà không có những cái tháng ngày mà chúng ta sống tiêu cực, gọi là không tích cực được luôn á, chứ không phải là sống tiêu cực. Nhưng mà điều quan trọng là mình nhìn nó như thế nào, cũng như là mình vực dậy bản thân của mình ra sao. Ngay cả việc yêu bản thân từ trong cái giấc ngủ, mình học được cái điều này từ một số các cái chuyên gia khi mà mình đi làm với các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, trong chăm sóc giấc ngủ. Thì họ chia sẻ rằng là nếu như một người mà biết chăm sóc cho giấc ngủ của mình, chăm sóc giấc ngủ nói chung có nghĩa là chúng ta bật đèn với một cái ánh sáng vừa phải, mặc một bộ đồ thoải mái, rồi mình nhắm mắt lại và cất những cái muộn phiền qua một bên để mình có thể ngủ ngon. Đó là một người biết chăm sóc giấc ngủ tốt. Và bản thân của mình đôi khi á, lên giường á, mình rất chăm chút cho bộ ra giường của mình, có sạch sẽ hay không, thay bộ ra giường mới, rồi mặc những cái chất liệu vải cô tông thoáng mát dễ chịu nhất. Chí ít là với chị em phụ nữ thì nó không khiến cho mình bị mụn lưng hoặc là bị viêm nang lông nếu như mà nóng nực khó chịu khi đi ngủ. Cũng như là mền gối sạch sẽ thì chúng ta không bị viêm da, bị mụn chẳng hạn. Những cái điều nhỏ nhặt nhất, hoặc là khi buổi tối đến mình stress, mình nhiều công việc, nhiều áp lực quá, thì dưới một cơn mưa mình có thể đốt một ngọn nến thơm, mình giải tỏa đi những căng thẳng. Khi con người ta sống với tình yêu cho bản thân của mình thì tự động á, vũ trụ này sẽ lắng nghe bạn. Là vì bạn yêu bản thân bạn cho nên là sẽ có người cũng yêu bạn, chứ không phải rằng là bạn lo cho cuộc sống của người khác. Rồi rốt cuộc bản thân bạn á, bạn không có yêu, bạn cũng không có quan tâm và không có để ý đến. Và rồi bạn vừa không nhận được cái sự đáp lại từ tình yêu thương của người ta, mà bản thân bạn cũng trở nên tệ hơn nữa. Có lẽ là để cảm nhận được tất cả những cái điều này, chúng ta cần thời gian, chúng ta cần trải đời, cần sự trưởng thành, cần quá trình lớn lên, cần va vấp vào ba mối tình, va vấp vào một số cái công việc mà sếp hơi kỳ một chút, hoặc là sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn thiện. Thì mỗi người sẽ có một câu chuyện khác, một sự phát triển bản thân khác nhau. Nhưng mà suy cho cùng á, chỉ là vấn đề bản thân mình được tiếp xúc với những cái gì. Có nghĩa rằng là mình cảm thấy rất đúng với một câu nói rằng là bạn bè của cái người đó nó sẽ phản ánh lên con người của cái người đó. Nếu bạn là một người không thuốc lá, không rượu bia, không ăn chơi sáng đêm, thì bạn không thể nào mà chơi trong một cái hội nhóm mà bay lắc sáng đêm được. Hoặc là nếu bạn là một người sống tích cực, thì bạn không thể nào chơi với một nhóm bạn gọi là lúc nào cũng mâm me đến bệnh tật,
và tiêu cực u ám được. Có nghĩa là chúng ta có những cái trường năng lượng mình sẽ hút nhau nếu như cả hai đều giống nhau, hoặc là một trong nhóm bạn đó chúng ta giống nhau về ý lý tưởng, hoặc là học chung lớp, về cái sở thích. Thậm chí rằng là có những cái điều đơn giản như là mình cùng ngồi lại có thể nói xấu một người được, là mình đã có thể chơi được với nhau rồi. Nó gọi là cái sự hút lấy nhau bởi những cái cá tính giống nhau. Và trong cuộc sống này, phải nói rằng là có bạn có bè để chia sẻ là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải cân nhắc rằng là cái gì nó nên giữ cho mình, một cái lòng tự tôn và những cái bí mật mà bản thân mình nên giữ lại. Bởi vì đôi khi phải thú thật rằng là chị em gái, bạn bè với nhau, chơi với nhau thì cũng sẽ có những lúc gọi là ganh ghét nhau mọi người. Cho nên là những cái định hướng tương lai, những cái bí mật hay những cái câu chuyện mà không cần thiết quá lắm phải nói ra thì chúng ta không cần nói ra. Đôi khi bạn bè chỉ để gặp nhau và ăn uống nó vui một cái lúc đó thôi, để mình sẽ stress, chứ nó cũng khó có thể an ủi lắm. Và càng lớn lên thì chúng ta cũng có những cái cảm nhận, có nghĩa là ngoài ở đôi khi nếu như mà mình tìm được một người có thể cùng mình sáng đêm tâm sự trò chuyện thì đó là một cái câu chuyện quá tuyệt vời. Nhưng nếu mà mình không tìm được một người như vậy thì chí ít mình cũng viết nhật ký, hoặc là mình tự nói chuyện với bản thân của mình. Ừ, hôm nay như thế là đủ rồi, tức là dừng lại ở đó thôi. Tới ngày mai thì mình nên thay đổi cách sống, thay đổi suy nghĩ, và mình nên yêu bản thân mình hơn, nhiều hơn một chút. Ít gì thì cái thân xác này cũng là ba mẹ nuôi biết bao nhiêu năm trời mà. Họ đã nâng niu bạn dữ lắm. Cho nên là hãy yêu bản thân mình trước. Mình từng nghe một câu nói như thế này: người tích cực giống như mặt trời vậy, dù ở bất cứ đâu cũng có thể tỏa sáng. Và mình nhận ra được một điều rằng là không phải rằng là nó quá nhiều người, nhưng mà mình nhận ra một điều rằng là khi mà bản thân mình sống tích cực, không biết tại sao đi đến đâu mình cũng nhận được rất là nhiều những cái gọi là nụ cười thân thiện, hoặc những cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người dành cho mình. Đó gọi là cái giá trị của việc sống tích cực. Khi chúng ta sống tích cực, cái đôi mắt của mình đó mọi người, nó sáng một cách kỳ lạ lắm. Và cái hoạt động cũng như là cái cử chỉ của mình, nó thu hút những người xung quanh. Vì họ cảm thấy mình tích cực, cho nên là họ luôn luôn muốn làm việc với mình. Cả phái mạnh hay cả phái yếu, hay là mình mặc, hay là mình là nữ, đặc biệt là với những bạn nữ, khi chúng ta đi ra ngoài với một mùi thơm vừa phải, ai đi ngang qua cũng sẽ lưu luyến và vương vấn với chúng ta một cái mùi thơm. Cũng như là không phải mình là một người quá giỏi giang, nhưng khi họ hỏi đến những cái vấn đề cơ bản trong cuộc sống, chúng ta biết đối đáp, chúng ta biết nhẹ nhàng, biết hỏi thăm đúng lúc, chừng mực, thì chắc chắn rằng là cuộc sống sẽ rất dễ. Rất dễ, sẽ có nhiều người luôn muốn giúp đỡ bạn. Một lúc nào đó, tắm rửa xong hãy nhìn vào gương và nói cảm ơn bản thân. Khi bạn biết cảm ơn bản thân rồi thì những khó khăn phía trước bạn sẽ dễ dàng để vượt qua hơn. Thiệt sự luôn á, mình đã từng thử cách này rồi. Không biết rằng là nó có áp dụng được với mọi người hay không, nhưng mà nó áp dụng được với mình. Làm trong những cái khoảnh khắc mà buồn nhất, mình đã nhìn vào gương và vỗ mình, vỗ về lấy bản thân và nói rằng là Hiền Thục ơi, làm rất tốt rồi đó, ngày mai cố lên một chút nữa. Mình rất là thích một câu nói của chị Khánh Vy, mình không thể thuật lại giống y hệt được. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta nó như một cái chữ U vậy đó. Khi mà bạn đi xuống dưới đáy rồi, có nghĩa là mình đi được một nửa con đường rồi, mình chỉ còn một nửa nữa thôi là mình đang leo lên. Và mọi thứ nếu nó đã chạm đáy rồi, nó không còn xuống được nữa, thì chắc chắn nó phải lên thôi. Ngày nào nó cũng có cái sự khốn khó của ngày đó, ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy. Trong tin mừng của những người theo đạo Thiên Chúa thì chắc có lẽ là câu nói này không còn xa lạ nữa. Không phải rằng là mình phó mặc là ngày mai, kệ chuyện ngày mai mà hôm nay không cần lo. Nhưng mà chí ít là chăm sóc cho giấc ngủ thật tốt, yêu bản thân, cố gắng làm việc và kỷ luật với bản thân, cho bản thân cái quyền được sống tích cực. Còn những ai tiêu cực, mọi người hãy gạt họ qua một bên. Bởi vì cái trường năng lượng của những người tiêu cực nó khủng khiếp lắm mọi người. Nó có thể hút các bạn đi theo luôn á. Cho nên là nếu như các bạn phải vững và có thể làm được chỗ dựa cho người khác, ở đây mình không nói phải là nam nha, nhưng mà mọi người là nữ, mọi người cũng có thể làm chỗ dựa cho người khác được. Thiệt sự, mọi người có thể nói rằng là em đây, có chuyện gì với anh. Nhưng mà để mà có thể nói được câu đó thì chính mọi người phải là cái người vững trước.
thì cái người đàn ông người ta mới có thể khóc trước mặt bạn, chia sẻ với bạn. Ở tập trước mình đã nói rồi đó, nước mắt của đàn ông là thứ khó thấy, khó lấy. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta nhìn vào đó để đánh giá sự mạnh mẽ hay là can trường hay là quyết định hay là bản lĩnh gì đó của một người đàn ông, không có. Ai cũng có quyền khóc và mệt mỏi, chỉ là chúng ta khóc với ai. Và nếu như chúng ta, mình tin rằng là bất kỳ một người phụ nữ nào nếu có trường năng lượng tích cực, sống tốt và vui vẻ, thì đều sẽ hút được những người đàn ông tốt. Thiệt sự, nếu như mà chúng ta cứ chăm chăm nhìn vào cái việc là vì tiền bạc hay là vì vật chất hay cái gì đó thì không phải. Nhưng mà ít nhiều gì thì nếu đồng tiền bạn làm ra, bạn phải mua được cho bạn cái thứ ngon nhưng phải tốt cho sức khỏe nha. Thì đó mới gọi là sống một cuộc đời có giá trị và yêu bản thân. Biết ăn cái gì, biết lựa chọn đôi giày như thế nào là êm chân, và biết lựa chọn một người như thế nào là trân trọng bạn. Nếu cái người đã làm tổn thương bạn quá nhiều lần, một lần thì có nghĩa là người đó sai, nhưng mà nếu nhiều lần thì có nghĩa là bạn cho phép người đó làm như vậy. Còn nếu bạn không cho phép người đó làm như vậy thì ok, họ làm gì kệ họ, mình không có bận tâm. Và khi chúng ta không quá bận tâm và không có quá mưu cầu thì mình sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Mình đi qua bên kia sông, mình chở quá nhiều thứ nó nặng, mình bỏ bớt đi những cái gì mình không cần. Ở đây mình không muốn dạy dỗ hay giáo huấn ai hết, nhưng mà chí ít là những cái điều mà mình đã làm và mình trải qua, mình cảm thấy cuộc sống nó tích cực hơn và muốn chia sẻ đến với mọi người. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, hy vọng là như vậy và chắc chắn sẽ là như vậy. Năng lực của vũ trụ đó là nếu như bạn tin vào một điều tốt và tin vào một cái điều tích cực trong vòng một giây thì hiện thực nó sẽ xảy ra một giây tích cực và tốt đẹp như vậy. Và khi bạn tin vào một cái điều gì đó một giây, hai giây, ba giây thì cái điều đó trong hiện tại và thực tế nó sẽ xảy ra ba giây. Không có gì bằng với một người sống tích cực hết đó, mình nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại rất là nhiều lần. Và biết ơn bản thân. Như hồi nãy mình có nói, mình thấy những cái người mà họ thành công và họ có những cái giá trị thành tựu nhất định, thì mình thấy họ có hai điểm chung là họ sống rất tích cực và họ luôn luôn mang ơn trên cái cuộc đời này, tức là họ biết ơn với tất cả mọi thứ. Và cái người sống tích cực, họ nhìn đời với một con mắt rất lương thiện luôn mọi người ơi. Thế cho nên là mình đã copy cái cách sống của họ. Khi được đi ra ngoài để làm gì, được học hỏi để làm gì, để chúng ta nhìn vào những người như thế và mình sống. Không việc gì phải vì những câu chuyện quá tiêu cực mà khiến bản thân trở nên tồi tệ. Ok, được phép khóc. Bởi vì nước mắt á mọi người, khi mà nó giải phóng ra thì nó sẽ được, sẽ khiến cho bản thân mọi người cảm thấy rất là dễ chịu. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là nếu như mình khóc quá nhiều thì sẽ nhức đầu, cũng như là không ngủ được. Đó là những cái thực tế mà mình phải nhìn nhận. Trong cái quá trình đi làm của mình, khi mà trao đổi với các chuyên gia hay từ các cái hội nghị, mình cũng phải công nhận một điều thực tế là như vậy. Và cái trường năng lượng cũng như là cái cuộc sống của mình trong cái ngày hôm đó, nó sẽ kéo theo rất nhiều. Đó là về tâm lý học, về y khoa thì hơi khó nghe một chút, nhưng thực tế nó là như vậy. Hy vọng rằng là với tất cả những gì mọi người trải qua một ngày, mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, muốn làm những gì mọi người có thể làm, muốn sống cuộc đời mọi người muốn sống và yêu một cái người mà trân trọng bạn nha. Còn cái người đó không trân trọng bạn mà không bỏ được thì bạn không thể làm được cái việc gì tốt đâu. Mình nghe chị Sơn nói như vậy, đôi khi không phải là vì mình không phải là không muốn buông ra hay gì đó, nhưng mà chúng ta sống biết ơn á, kiểu là mình cứ cảm thấy mang ơn cái người đó. Hoặc là cái khoảng thời gian qua nó tốt đẹp lắm, tại sao bây giờ nó lại như vậy, không phải. Con người ta sẽ hình thành một cái thói quen trong 21 ngày. Và khi đã qua 21 ngày rồi á mọi người, thì cái việc đó làm là một thói quen. Cái sắc đẹp của bạn á, nó có 21 ngày để cái người đó người ta cảm nhận. Wow, xinh nha, rất xinh. Nhưng mà nó qua rồi thì mọi thứ nó cũng trở nên bình thường á mọi người. Và nó không, và lúc này thì vẻ đẹp ở trong tâm hồn bắt đầu có giá trị. 21 ngày qua thì chúng ta chỉ nhìn nhau với một cái sự vui vẻ nhất, đẹp đẽ nhất. Anh cũng thơm mà em cũng thơm. Nhưng mà qua 21 ngày rồi thì bắt đầu mọi thứ thơm thó là bình thường rồi. Sẽ có những cãi vã, sẽ có những mệt mỏi, sẽ có những lo toan, sẽ có những lúc gọi là thôi thì đường ai nấy đi, đời ai nấy sống và việc ai nấy làm. Nhưng mà có một cái điều gì đó nó tuyệt vời của tình yêu,
mà trong cả sách vở, âm nhạc hay văn chương cũng không nói hết được, là chúng ta không diễn tả được câu chuyện của tình yêu. Nhưng mà làm gì thì làm, và dù cho thế nào đi chăng nữa, thì cũng hy vọng rằng là bạn có thể yêu được đúng người. Và cái giá trị tồn tại của việc cho đi và nhận lại, nó không cần phải bằng nhau. Bởi vì nếu như cho đi mà lúc nào mình cũng mong mưu cầu nhận lại, thì với một cái người mà người ta có cái tấm lòng lương thiện á mọi người, tích cực, họ sẽ nhìn cuộc đời này với con mắt bao dung, thì đi ra ngoài bất kể chuyện gì cũng sẽ dễ khiến cho họ xúc động. Không phải rằng là mình áp đặt hay cái gì hết, nhưng mình rất thích cách sống của anh Trấn Thành. Anh làm nghệ thuật và anh nhạy cảm với rất nhiều thứ. Đó là lý do vì sao anh lương thiện với rất là nhiều chuyện xảy ra. Và có những câu chuyện tưởng chừng như là rất là khó để có thể giải quyết, nhưng anh lại dùng một cái con mắt rất bao dung để nhìn vấn đề đó, để hiểu, để sẻ chia. Và người ta dễ xúc động, người ta dễ khóc là vậy. Tuyến lệ của mỗi người khác nhau, không có chuyện rằng là mình bắt cái người này phải không được khóc. Cái câu chuyện ở đây không phải là không được khóc, mà là cái tuyến lệ mình không có ngăn được. Thế cho nên là cho dù bạn có khóc như thế nào, thì có những người người ta khóc nhưng mà người ta sống rất tích cực nha. Có nghĩa là người ta giống như bản thân của mình vậy đó. Có thể là mình khóc nhiều hoặc là dễ khóc trong bất kỳ trường hợp nào đó, nhưng mà suy cho cùng á, những cái khoảnh khắc đó là những cái khoảnh khắc mình cảm thấy bị tổn thương. Khi mình đã giải phóng được những cái năng lượng tiêu cực đó rồi, thì mình quay trở về tự thương lấy bản thân của mình sau những câu chuyện đổ vỡ hay là sau những tổn thương đó. Đôi khi nó cũng có giá trị. Hoặc mình có thể xúc động bởi một đứa bé đi ở ngoài đường mà nó không có cái gì để ăn, hoặc là nó phải đi bán vé số. Mình rất sẵn sàng để mua những tờ vé số đó, mặc dù mình biết là đằng sau những đứa trẻ này là những người đàn ông chăn dắt hay gì đấy, các kiểu là như vậy. Nhưng mình vẫn cảm thấy rằng là kiểu là mình bị động lòng với những vấn đề đó. Và cuộc đời mình cũng chẳng phải là mình một tay có thể ôm hết được bầu trời, nhưng mà mình tin rằng là nếu như mà những người phụ nữ mà họ có những cái tấm lòng lương thiện và cái cách sống tích cực, mình nhìn thấy ở họ một cái gì đó lan tỏa ra một cái năng lượng mà như mình nói hồi nãy đó, là như mặt trời vậy. Chúng ta không có quyền thay đổi cả thế giới, nhưng mà chúng ta có quyền thay đổi bản thân của mình. Và vũ trụ hay lắm, nếu như bạn yêu bạn thì người khác cũng sẽ yêu bạn, chứ không phải rằng có nghĩa là bạn yêu bạn người ta cũng sẽ bắt chước cái việc mà bạn yêu bạn nó để người ta yêu bạn. Cho nên rằng là nếu như bạn là nữ thì hy vọng là bạn có thể xinh đẹp. Xinh đẹp ở ngoài trước, bởi vì xinh đẹp trong tâm hồn đôi khi không lương thiện được với cái thế giới đảo điên ở ngoài kia. Xinh đẹp ở ngoài trước là mình chăm chút cho cái bản thân của mình. Còn nếu như bạn là nam, theo thống kê ở trên cái kênh YouTube của mình đó, thì cũng có khá là nhiều bạn nam nghe YouTube của mình. Cho nên là mình sẽ thân mật hơn, mình gọi là anh ha. Em không biết rằng là hôm nay anh mệt như thế nào hay phải trải qua những chuyện như thế nào. Em biết rằng là cuộc sống này nó quá áp lực với anh từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Đàn ông sinh ra là không được khóc chẳng hạn, hay là phải làm những việc như khiêng bàn khiêng ghế từ hồi học cấp 1 lên cấp 2 thì làm những việc gọi là nặng hơn với các chị em phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong cuộc đời của anh cũng sẽ có những lúc rất mệt. Em biết cái điều đó. Có thể là bây giờ anh chưa tìm được một người có thể cùng anh đồng hành, hoặc là tối ngày anh cứ bị phụ nữ nó đòi tiền hoặc là nó lợi dụng. Nhưng mà nếu như mà cái sự tử tế và thành công cũng như là sự cố gắng trong cuộc sống của anh, em nghĩ rằng là sẽ tốt thôi. Cái khoảng thời gian này nó hơi khó khăn với mình một tí. Kiểu như mình là đàn ông thì cũng không biết phải nói với bố mẹ thế nào. Còn bạn nhậu thì cũng chỉ trên bàn nhậu thôi. Ăn thua là ở mình. Nhưng mà em cũng hy vọng rằng là anh có thể tìm được công việc yêu thích, sống với cô gái mà anh yêu, và ăn bữa cơm cùng với người mình yêu thương. Cái điều đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Đi làm về mệt, có một người phụ nữ nói với anh rằng là hôm nay anh mệt không? Thiệt sự mà nói, đó là những giá trị rất lớn á. Em muốn chia sẻ với anh một chút rằng là em từng nghe một câu nói như thế này: con người ta có một cái điều may mắn nếu như mà không phải đi làm thứ bảy chủ nhật, và nếu như mà đi làm tới 6 giờ chiều hoặc 4 giờ chiều thì lại càng tốt. Nhưng mà cái đồng tiền nó phải đáp ứng được nhu cầu cuộc sống nha. Cho nên nó chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống mà mới 2-3 giờ chiều đã đầy về rồi thì chưa được.
là bởi vì nếu như mà anh không phải đi làm thứ bảy chủ nhật và anh có thể về sớm, thì anh có thể dành cái thời gian đó cho người mình yêu thương, bố mẹ hoặc là người yêu. Nếu như chúng ta có thể sắp xếp và chúng ta có thể kiếm ra tiền mà không phải làm thứ bảy chủ nhật thì hay biết mấy. Mình sẽ dành cái khoảng thời gian đó cho người mình yêu thương. Không phải quá mệt mỏi vì nghĩ đến hôm nay ăn gì. Thì tại vì tự khắc là khi mà mình yêu rồi thì cái đối phương thích ăn cái gì mình thích ăn cái đó. Em nghĩ là như vậy. Thế cho nên là hôm nay nếu anh cảm thấy mệt á, anh hãy tìm một cái gì đó ăn để tốt cho sức khỏe. Đừng vì làm việc quá nhưng lại chỉ ăn một ổ bánh mì, qua loa cho xong. Dạ dày đau thì tinh thần và đầu óc không có minh mẫn được. Và dạ dày đau thì không có làm được cái việc gì hết. Thực sự mà nói dạ dày đau rất mệt mỏi luôn. Và em cũng mong rằng là nếu như mà thế gian này quá mệt mỏi với anh thì anh có thể dùng cái sự mạnh mẽ và xen lẫn sự dịu dàng ở trong đó của mình để đối đãi với thế gian này nha. Podcast lần này có thể là dài hơn so với những số trước, nhưng mà chắc có lẽ là nếu để nói thì sẽ không bao giờ nói hết được. Trải lòng của mỗi chúng ta sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, hay là sau những cái khoảnh khắc mà bạn được ở bên cạnh người yêu thương, là những cái khoảnh khắc giá trị nhất. Hãy cố gắng để tạo ra những cái khoảnh khắc được ở bên cạnh người mình yêu thương. Bởi vì chẳng phải là nói là mình khỏe mạnh hay gì, nhưng nếu như mà mình trân trọng từng cái khoảnh khắc ở bên người mình yêu thương, ngày mai cho dù nó có xảy ra chuyện gì, không bao giờ phải hối tiếc. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe podcast lần này. Chúc bạn nhiều sức khỏe này, yên vui, hạnh phúc và bình an.